Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cùng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cùng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, các hãng truyền thông, các mạng xã hội trên thế giới, trên mọi quốc gia đều loan đi một tin rất quan trọng, đó là tin mừng Đức Giêsu đã chết và sống lại. Ngài đã ra khỏi mộ. Tin trọng đại này không những là những người Công giáo mới đưa tin mà thôi, mà cả những người không tin vào Thiên Chúa họ cũng biết tin này và đưa cả tin này. Tin rất hot, tin rất sốt dẻo, tin rất đặc biệt, tin quan trọng, tin mừng trọng đại cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Vậy mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một số người đã mạnh mồm, đã bào mồm, đã một thời nói rằng, tưởng rằng Thiên Chúa đã chết. Rồi có lần người ta đã đi vào trên cung trăng, đi vào trong vũ trụ, rồi người ta về tuyên bố rằng không còn Thiên Chúa đâu cả. Người ta đã nói như vậy. Đi vào trên cung trăng, vào trong vũ trụ, vào trong không gian bao la này rồi, chưa khám phá đến tận cùng, nhưng mà người ta vẫn dám tuyên bố rằng chẳng còn Thiên Chúa đâu cả. Rồi có những người còn cho rằng là bây giờ nền khoa học kỹ thuật của nhân loại đã phát triển tột bậc, cho nên phải thay thế Thiên Chúa, loài Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người, của nhân loại. Nhưng mà sự thật, kính thưa quý ông bà anh chị em,
Thiên Chúa vẫn hằng hữu, Thiên Chúa vẫn hiện diện, Thiên Chúa vẫn đang sống. Vũ trụ này, trời đất này, nhân loại này là bởi Thiên Chúa tạo dựng. Không ai làm ra được vũ trụ và con người này hết. Đọc lại toàn bộ Kinh Thánh, quý ông bà, anh chị em thấy điều đó. Thiên Chúa Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Và một điều mà chúng ta nhận thấy, đó là từ trong thâm tâm của con người, dù là người có niềm tin hay là người không có niềm tin, thì họ vẫn luôn luôn hướng về Thiên Chúa, luôn luôn hướng về sự sống, luôn luôn hướng về điều vĩnh hằng. Từ bản tính con người, từ nơi con người đã khám phá ra điều đó. Cách đây hơn 2000 năm, những người Do Thái đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, rồi họ tưởng rằng cái chết của Đức Giêsu là sẽ chậm hết, Ngài sẽ không sống lại. Rồi họ tin rằng cái đạo của ông Giêsu sáng lập ra đó sẽ phải dẹp thì không thể tồn tại được. Đóng đinh ông Giêsu rồi, người đứng đầu của cái tôn giáo đó rồi, bây giờ ông đã chết chôn ở trong mồ rồi, cho nên ông sẽ không làm được gì cho cái đạo của ông phát triển được nữa đâu. Vậy mà kính thưa cộng đoàn, suốt hơn 2000 năm nay, tin mừng Chúa Kitô phục sinh vẫn được loan báo. Chúa Kitô phục sinh vẫn được loan báo cho mọi người, mọi thời, mọi nơi, không riêng gì thế hệ chúng ta hôm nay. Ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng, trên thế giới này có cái sự kiện nào trọng đại cho bằng cái sự kiện là cử hành lễ Chúa Kitô phục sinh, lễ vượt qua, mà có cả hơn 1.3 tỷ người đến nhà thờ để nghe tin mừng phục sinh, để cử hành mầu nhiệm phục sinh không? Có tôn giáo nào, có tổ chức nào, có ai đứng ra tài tình để làm được những điều vĩ đại, kỳ vĩ như thế? Không phải là chỉ người Hòa Ninh chúng ta hơn 3000 người để ngồi để nghe lời Chúa trong Chủ nhật phục sinh hôm nay mà thôi, mà cả trên thế giới này, mỗi giờ khác nhau, thời gian khác nhau, quốc gia địa điểm khác nhau, người ta vẫn cử hành một cái phùng vụ là Chúa Kitô đã sống lại, đã phục sinh. Điều đó quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng coi thử như thế nào. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, đây là niềm tin căn bản và quan trọng của đạo Công giáo chúng ta. Nói như Thánh Phaolô nói, nếu Đức Giêsu chết mà không sống lại thì niềm tin của chúng ta thật là vô ích. Quý ông bà anh chị em, cả tôi nữa và hàng tỷ tỷ người trên thế giới này đến ngồi đây quả là mất thời gian, quả là tốn công sức, quả là những điều phi lý khi đến đây ngồi cử hành một sự kiện, một biến cố mà không có ở trong lịch sử, mà không dẫn tới hạnh phúc cho con người, thì ai đến ngồi đây làm gì? Chỉ có Thiên Chúa muốn cho con người hạnh phúc, tham gia vào sự sống của Thiên Chúa, cho nên con người mới đến ngồi đây. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy biến cố quan trọng Chúa sống lại đó. Phêrô và Gioan sau khi được bà Maria Magdala ra thăm mộ Chúa, thấy ngôi mộ trống, bảo tin cho hai ông này, hai ông đã chạy ra ngoài mộ và thấy ngôi mộ trống, Chúa đã sống lại. Rồi sau đó chính người viết tin mừng nói, tôi đã thấy và tôi đã tin. Tôi đã thấy và tôi đã tin. Niềm tin đầu tiên của những người chứng kiến về việc Chúa Giêsu sống lại, phục sinh. Và đọc lại toàn bộ Kinh Thánh,
nhất là trong Tin Mừng, thì chúng ta thấy nói về cái biến cố phục sinh này rất là nhiều lần, nhiều nơi. Chúa Giêsu sống lại hiện ra với nhiều người, khi thì trên bờ hồ, khi thì trên đường Emmau, khi thì trong nhà tiệc ly, khi thì các ông đóng cửa lại, vân vân, ở đâu đó Chúa vẫn hiện đến với các ông. Chúng ta thấy cái biến cố hết sức quan trọng, trọng đại như vậy. Cho nên hôm nay phụng vụ giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô đã sống lại phục sinh. Đây là mầu nhiệm quan trọng nhất của đạo Công giáo chúng ta. Ngày hôm nay là ngày đỉnh cao của năm phụng vụ. Chúng ta nhớ như vậy, và niềm tin của chúng ta là như vậy. Kính thưa cộng đoàn, truyền kể lại rằng một hôm Chúa Giêsu hiện ra với linh mục, với một cha xứ ở một cái sự đào nọ, và Chúa hỏi cha xứ đào đó đời sống của bà con giáo dân ở đây như thế nào, họ sống đào có tốt không, họ sống đào như thế nào. Thì cha xứ đó trả lời với Chúa Giêsu, cha xứ nói rằng: Thưa Chúa, đời sống đào của bà con giáo dân ở nơi đây rất là tốt. Họ đi tham dự thánh lễ nhiều, rồi họ chia sẻ tình yêu thương với nhau, họ sẵn sàng dẫn thân phục vụ giáo hội, phục vụ Tin Mừng, phục vụ Chúa. Và khi linh mục này khoe một loạt thành tích sống đào của sự đào, cha đó đang coi sóc như vậy, thì Chúa nói với cha như thế này: Được, ta nghe cha, rồi ta sẽ đến để xem giáo dân này sống như thế nào. Vào ngày mai ta sẽ đến đây để thăm, xem có thử có đúng như cha nói với tôi hay không. Khi nghe Chúa nói như vậy thì cha xứ này bắt loa lên thông báo cho cộng đoàn: Chúa mới hiện đến gặp tôi, rồi Chúa hứa với tôi là ngày mai Chúa sẽ đến thăm cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Vậy thì mời quý ông bà anh chị em đến để tham dự thánh lễ, đến đây để chúng ta đón gặp Chúa. Cha xứ thông báo như thế, mọi người nghe thấy cái tin mời mới là lạ, hay hay và cũng đặc biệt, cho nên họ đến nhà thờ rất là đông từ sáng sớm. Người ta cứ đến tấp nập, từ già đến trẻ đến nhà thờ hết. Có bao nhiêu người đến nhà thờ vì nghe tin là hôm nay Chúa đến thăm giáo xứ chúng ta, cho nên người ta đến đông. Nhưng mà đến rồi là cứ chờ 1 giờ, chờ 2 giờ, chờ mãi đến trưa không được, có một số người bỏ về. Rồi tiếp sau đó có một số người nữa lại cứ bỏ về dần dần mãi cho đến chiều, đến tối. Và cho đến tối khuya một chút thì cũng không thấy Chúa đến, cho nên mọi người nghĩ rằng cha xứ đã lừa mình, cho nên mọi người bỏ về hầu như gần hết. Gần khuya rồi, cha xứ nói: Thôi, bây giờ ta sẽ dâng thánh lễ và kết thúc ngày hôm nay ở đây. Thế là cha xứ dâng lễ, và chỉ một số người rất ít ở lại để tham dự thánh lễ. Và khi tham dự thánh lễ, một điều rất kỳ diệu, đó là Chúa đã hứa lời của Ngài, thực hiện lời hứa của Ngài, đó là Ngài đến với cộng đoàn, đến gặp cha xứ, rồi Ngài đi quan sát trong nhà thờ, nhìn từng khuôn mặt giáo dân một, từ quý ông bà cho đến một số em nhỏ đang còn ở lại ở trong thánh đường này. Ngài xem xong, nhìn khuôn mặt từng người xong, Ngài im lặng, Ngài bỏ đi, Ngài đi ra khỏi nhà thờ, Ngài không nói gì hết, im lặng Ngài đi như vậy. Rồi một điều rất lạ nữa, sau khi thánh lễ kết thúc, mọi người ra về, sáng mai
mọi người đến nhà thờ, có một điều rất kỳ lạ xảy ra, đó là một sự khác thường ở trên nhà thờ của giáo xứ. Đó là thầy viết ba chữ đằng trước, một chữ coi chừng, một chữ bên phải coi chừng, và một chữ bên trái coi chừng. Sau đó thầy ba chữ to viết như thế, như các bản tin trước mặt giáo xứ như vậy. Mọi người đọc, suy nghĩ, rồi nói: bây giờ để như thế này có được không? Có đẹp không? Có hay không? Có tốt không? Người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. Còn mấy người mà chưa suy tính kịp á, thì cứ nói giờ xuống đi, giờ xuống đi. Mấy cái chữ đó giáo xứ chúng ta truyền thống từ lâu tới giờ, dự đào như vậy, làm sao mà để như vậy được? Còn một số người khôn ngoan, đạo đức, các ông bà khôn ngoan thì nói rằng ta cứ để như vậy, bàn họp xong rồi để như vậy. Và sau đó cha xứ cùng với những người đó quyết định để như thế, không giờ mấy cái chữ coi chừng, coi chừng, coi chừng nó xuống, để như vậy. Và chẳng bao lâu sau thì cái sự đào đó lại thay đổi và tiếp tục có một đời sống đào rất là sinh động, rất là đáng trân quý, rất là quý mến. Mọi người luôn luôn biết đến nhà thờ để nghe lời Chúa, mọi người luôn luôn biết đọc kinh chung với nhau, mọi người luôn 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 biết tham dự phụng vụ thánh lễ hàng ngày để củng cố đời sống đức tin, sống đời sống đào, tin vào Chúa phục sinh, tin vào tin mừng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã sống lại, đó là chân lý. Chúng ta không thể bàn cãi Chúa đã sống hay là không sống lại. Vấn đề này là vấn đề niềm tin của giáo hội, của nhân loại suốt hơn 2000 năm nay rồi. Vấn đề hôm nay cần nói đó là Chúa sống lại rồi. Chúng ta tin vào Chúa như thế nào? Mỗi người chúng ta tin vào biển cổ Chúa sống lại như thế nào? Chúng ta sống tin mừng phục sinh của Chúa như thế nào? Hôm nay trong một cái thế giới, trong một cái nhân loại bất ổn, bất an và mất phương hướng, thậm chí là còn có những điều lệch lạc với niềm tin, người Công giáo chúng ta, người Kitô hữu chúng ta phải là ánh sáng, phải là men, là muối cho đời, phải là chứng nhân tin mừng của Chúa Kitô phục sinh, phải là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh như Phêrô và Gioan trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Ước gì mọi người chúng ta giảm làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa bằng đời sống biết lắng nghe và thực thi lời của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Ước gì mọi người chúng ta giảm đi ra các vùng ngoài biên để làm chứng cho Chúa, bắc nhiều cây cầu hơn là xây ngăn cách nhiều bức tường, xây dựng nền văn hóa gặp gỡ đối thoại hơn là những cái điều ích kỷ xấu xa, xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống của Chúa để cho thế giới và nhân loại hôm nay cùng đón nhận được ánh sáng tin mừng, ánh sáng ơn cứu độ của Chúa, lòng thương xót của Chúa qua việc là Chúa Giêsu sống lại phục sinh để đem lại lòng thương xót, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự sống đời đời cho nhân loại, cho mọi người chúng ta. Amen.